Hi, chào mừng các bạn đã quay lại với vlog của Nhiếm và những chiếc máy ảnh cũ. Số trước là Nhiếm đã giới thiệu cho các bạn về những dòng máy hai số cũ, ví dụ như 20D, 30D và những chiếc máy ảnh crop khác của Fuji, Sony, đó vân vân các kiểu. Thì hôm nay Nhiếm sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy đến từ Canon mà full frame luôn nha các bạn, rất là chất lượng luôn. Đó, thì đây, nhân vật chính của chúng ta hôm nay chính là Canon 5D Mark III. Chiếc máy này đã 11 năm tuổi rồi nha các bạn. Đó. Tính từ lúc mà mới ra mắt đó các bạn, thì ai mà sở hữu chiếc máy này thì có thể nói là gọi là đại gia đó các bạn. Thì mình nhớ không lầm và những gì mà mình tìm hiểu á, thì lúc mà mới ra mắt thì chiếc máy ảnh Canon này nó tên lên tới hình như là 70 triệu đó các bạn. Đó, mà các bạn thử nghĩ đi, mà cái lúc mà thời điểm mà năm 2012 mà với số tiền đó thì nó khủng khiếp như thế nào đó. Thì lúc đó mà bạn nào mà cầm chiếc máy ảnh này thì có thể nói là đại gia rồi đó các bạn. Oh my god, wow. Đó, không nói vòng vòng nữa, thì hôm nay Nhiếm sẽ review lại con máy 11 năm trước nó sẽ có gì nha các bạn. Đó, thì nhìn sơ qua thì các bạn thấy là một body rất trắng nha các bạn. Thì hiện tại bây giờ nó là tới 5D4 rồi các bạn. Đó, mình đã sử dụng Canon 5D, 5D2, rồi tới 5D3 và 5D4 là mình đều đã trải nghiệm hết rồi. Thì những cái dòng máy 5D thì nó sẽ body của nó đều rất là chắc chắn với nhau hết nhé các bạn. Đó. Sơ qua thì những cái dòng 5D thì nó đều như nhau hết, nó na ná như nhau hết các bạn. Đó, nhưng mà mỗi dòng nó sẽ cho chúng ta một trải nghiệm khác nhau. 5D thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ thiên về vàng một xíu, màu của nó ra thì hơi vàng vàng xíu. 5D2 thì nó hơi xanh xanh một xíu, và tới 5D3 này thì nó lại màu nó lại rực lên một xíu, nói chung là nó có hơi vàng vàng xíu thôi, nhưng mà nó sẽ không vàng như kiểu vintage như con Canon 5D. Người anh đi trước của 5D3 này đó. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là con 5D3 này có gì nha các bạn. Đây, các bạn có thể thấy là trên tay của Nhiếm đang là chiếc 5D Mark III huyền thoại. Này, các bạn có thể thấy thì body 5D3 này nó đã được phủ một lớp skin 3M rồi các bạn. Thì giá cho một cái bộ skin cho con 5D3 này thì rơi vào khoảng 400k đó các bạn. Hiện tại thì máy đã ra đời cách đây 11 năm rồi, nên mà để mà tìm kiếm một chiếc Canon 5D3 mà còn đẹp thì nói chung là cũng hơi khó một xíu nhé các bạn. Canon 5D Mark III này thì nó đã trên 200.000 shot rồi các bạn. Đó, thì nút các bạn có thể thấy nút này nó đã một số chỗ nó đã bị mờ rồi. Đó, ngoại hình thì nó còn tương đối thôi nhé các bạn, nhưng các bạn có thể thấy là 200k shot nhưng mà rất là nhiều luôn nhé các bạn. Ngoại hình thì vẫn còn ok nhé. Hôm qua mình dán để cho nó nhìn nó bắt mắt, nó đẹp hơn xíu thôi nhé các bạn. Đó, đây, rất là hầm hố và chắc chắn. Thì con Canon 5D3 này nó có độ phân giải là 22 megapixel đó các bạn. Nó cũng như 6D hay là 7D này nọ các kiểu, thì nó đều có cái màn hình phụ trên đây là để điều chỉnh về white balance, rồi AF, rồi ISO, đó vân vân các bạn, là nhà màn hình thao tác nhanh đó các bạn. Và đây là màn hình chính của Canon 5D3 với độ phân giải là trên 1 triệu màu. Đó, nhưng mà nhìn rất là đẹp luôn cả nhà các bạn. Đó, những thông số cơ bản về info menu đó, rất là dễ dàng cho những ai mà mới tập học chụp ảnh đó. Thì bây giờ mình sẽ bật máy lên cho các bạn xem nhé các bạn. Đó, chúng ta sẽ đi vào menu đó. Thì đây là giao diện của một chiếc Canon 5D3 nhé các bạn. Đó. Đây, mình sẽ lắc ở đây cho các bạn coi. Thì đây, thì nó vẫn như những chiếc máy ảnh khác đều có chế độ chụp RAW và chụp file JPEG. Đó, thì trong đây thì nó sẽ chia làm rất là nhiều file khác. Đó, mà chụp bằng màn hình live view này thì nó rất là chậm. Đó, còn nếu mà chụp ống ngắm như thế này thì tốc độ chụp của nó rất là nhanh, 6 tấm trong 1 giây đó các bạn, rất là nhanh nhé. Đó là so với, đây nó có những cái chế độ để bạn có thể chụp thể thao,
đua xe đạp đó. Đây những cái khác nhau để bạn có thể tùy chỉnh để mà chụp cho các bạn đó. Hiện tại thì Canon 5D 3 mà bạn dùng với những cái lens tốt như 24-70 f2.8 đời 2 hay những lens khác dòng L của Canon đều cho ra những chất lượng ảnh rất là ok nha các bạn đó. Và hiện tại thì chiếc máy này vẫn được anh em rất là ưa chuộng để mà sử dụng chụp dịch vụ nha các bạn đó. Nên các bạn yên tâm ha. Còn về giá hiện tại của một chiếc 5D 3 cũ thì nó dao động khoảng từ 10 triệu cho đến 15 triệu nha các bạn. Nó có khi là 16 triệu cho một chiếc máy ảnh Canon 5D 4 đẹp đó. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đó. Rất là nhiều tùy chọn cho các bạn sử dụng. Và chiếc máy Canon 5D 3 này thì nó đã có chế độ quay, nhưng mà quay ở đây thì cũng cho ra màu sắc rất ok, tại vì Canon 5D 3 nó chỉ thiên về chụp là nhiều. Quay thì nó chỉ quay ở full 30 frame thôi các bạn, nó không có nhiều hơn. Nhưng mà với full 30 frame mà 5D 3 mang lại thì nó cũng là một trải nghiệm rất là tuyệt vời nha các bạn. Nó hơi to để mà mang đi du lịch, nhưng mà đổi lại nếu các bạn mà cầm những con 5D 3 này kết hợp với những lens 24-70 hay 24-105, nó đều cho ra những bức ảnh phong cảnh rất là đẹp. Hoặc là các bạn có tiền hơn thì các bạn mua những cái lens 16-35 chụp góc rộng thì có thể nói là chụp rất là tuyệt vời luôn nha các bạn đó. Hay là các bạn chụp trong zoom mà các bạn kết hợp với những tiêu cự 85, hay là các bạn không có kinh phí thì các bạn có thể chụp với những con Canon 50STM này chẳng hạn đó, thì đều cho ra những tấm ảnh chân dung rất là ok nha các bạn đó. Rồi nhìn trên đây là màn hình phụ của Canon 5D 3 nha các bạn đó, thì các bạn có thể thấy là nó hiển thị về tốc chụp, đây là khẩu và ISO, đây là khoảng bù trừ sáng đó, độ K, hiển thị pin đó. Thì cái này là những cái để mà các bạn thực hiện thao tác nhanh nha các bạn đó. Và một điểm đặc biệt trên Canon 5D 3 này mà tại thời điểm đó thì nó đã có hai thẻ nha các bạn, được trang bị hai thẻ. Đây các bạn có thể thấy là đã được trang bị thẻ hai thẻ, một thẻ CF và một thẻ SD nha các bạn. Đó là tính từ thời điểm lúc đó mà các bạn chiếc máy ảnh Canon 5D 3 này ra, nó có hai cái thẻ này rất là tiện lợi để cho mà lưu trữ nha các bạn. Đó, rất là ok luôn, lỡ có bị lỗi thẻ này thì mình còn sử dụng được thẻ khác. Đó. Ok. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe về tiếng màn chập của nó nha các bạn. Đây. Các bạn có thể nghe. Nghe rất là ok luôn nha các bạn. Còn đối với khi mà chụp live view á thì nó sẽ hơi chậm nha các bạn. Các bạn có thể nghe. Đó. Live view nó rất là chậm. Tại vì những cái dòng máy này thì nó không có thiên về chụp live view đâu nha các bạn. Đó. Đây, trên đây đây là cái nút để mà chuyển về live view, chuyển quay chụp nha các bạn. Đây chụp, chuyển qua đây là gạt, qua đây là quay. Đó. Thì còn những cái nút này sẽ là cái nút gắn, rồi AF on, rồi những cái mà hiển thị điểm lấy nét. Đó. Rồi view xóa này nọ, ray hình, có chế độ ray hình nha các bạn. Là các bạn chọn sẵn luôn. Đó, về những cái kết nối. Đây, cái nó rất là cũ lắm rồi nha các bạn. Nó có mic, rồi cái này là kết nối với tivi rồi này nọ, rồi kết nối với tay phím bấm từ xa đó các bạn, chụp từ xa đó. Rồi có kết nối HDMI out, rồi đây những cái để mà up firmware và tai nghe nữa các bạn. Đó. Còn phía trước là để gắn ống kính 5D hoặc 3. Đó, nó chỉ có vậy thôi đó các bạn. Ok. Rồi nãy giờ mình đã đánh giá sơ xong con Canon 5D 3 này rồi nha các bạn. Đó. Thì mình cũng trả lời luôn cho các bạn là Canon 5D 3 này thì mua về tập chụp có ổn không? Thì mình nói rất là ổn nha các bạn. Đó, ngay cả việc các bạn mua về để mà làm dịch vụ thì đều rất ok nha các bạn. Đó. Thì mình nói lại luôn thì combo hiện tại, giá hiện tại của Canon 5D 3 này thì nó rơi vào khoảng từ 10 triệu cho đến 15 đến 16 triệu tùy theo vào ngoại hình và số suất của máy đó. Các bạn nếu muốn chất lượng tốt thì các bạn có thể kết hợp với những dòng lens L của Canon
Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem về một số hình ảnh mà từ Canon 5D3 này nhé các bạn. Đó. Rồi nãy giờ mình đã review xong con Canon 5D3 hiện thoại này rồi nhé các bạn. Đó. Nếu các bạn thấy clip của Nhiếm hay thì các bạn hãy cho Nhiếm xin một like, một share và một subscribe nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Nhiếm. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.